Chào bạn, anh em thường hỏi là chọn cái fan tỏa nhiệt CPU ra sao để chạy những cái dòng chip gọi là i3, i5, i7 thường thường. Thực sự là nó không khó như các bạn nghĩ. Với những con chip như vậy, các bạn chỉ cần lựa chọn những cái fan rơi vào khoảng biên độ dao động, rơi vào khoảng là 200.000 đến 400.000 đổ về là ok. Còn đó là có màu sắc, đó là đẹp. Còn nếu mà không màu sắc và không đẹp thì cứ fan lõi đồng hoặc là fan của i3, i5, i7 của các dòng CPU thế hệ 11 là ok. Và hôm nay chúng ta sẽ thử cái độ đẹp. Còn về vấn đề nhiệt độ, mình nghĩ là không phải bận tâm nhiều của cái fan này các bạn nhé. Giá thị trường bây giờ khoảng hơn 300. Lẻ thì khoảng 350, 360, 370, 380, 390 tùy vào biên độ. Làm ăn thì phải có lãi, chứ không ai buôn không buôn hòa buôn lỗ á. Trong cái nghiệp kinh doanh đấy, 10 ông kêu cắt lỗ thì 9 ông phải lãi, chứ ít có kiểu 10 ông cả lỗ cả đâu ạ. Câu cửa miệng của dân buôn là hôm nay cắt lỗ và hôm nay lỗ chẳng vó, nhưng thực sự là lãi. Nhập buôn thì nó có thể hơn 200, bán lẻ ra nó hơn 300. Bây giờ chúng ta sẽ khui hộp xem cơn sốt của năm 2022 chiếc fan tỏa nhiệt này có cái gì. Ông Tùng đang nói phét, chẳng có gì tạo được cơn sốt cả, đúng không ạ? Câu đầu tiên cũng là câu cuối cùng trong các video mình nói, tuyệt đối không tin vững gì nhà quảng cáo nói. Các bạn nhìn thấy cái hộp thì đẹp thôi rồi đúng không ạ? Color Master T400i Plus, kinh không? Đây các bạn, LED ARGB, 3 pin đồng đồng bộ ấy. Ông Việt Nam tự đóng hộp. Thì hôm nay là ông Việt Nam tự đóng tự đặt nhé các bạn nhé. Còn nguyên bản của nó thì chắc là không thế này. Đây T400i này, các thông số kỹ thuật được show ra cho các bạn ở đây. Độ ồn, kích thước hay là điện áp nuôi, cái công suất tiêu thụ. Đây là các bạn này, có 1,28W. Đôi khi anh em cứ bảo là thêm dăm ba cái fan vào thì cái nguồn của chúng ta cân được hay không, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ, là CPU gì, RAM gì, chip gì, hay là ổ cứng bao nhiêu, fan gì, thì các bạn phải cộng tất cả cái công suất này vào, thì các bạn nhân với, sau đó các bạn cộng thêm 25 lần cái công suất các bạn đã cộng vào, thì các bạn ra cái giá trị cái nguồn các bạn có thể sử dụng. Còn đơn vị phân phối này, xuất xứ thì Make in China, còn đơn vị phân phối thì Make in Việt Nam, Hồ Chí Minh các bạn. Đây, tất cả những gì chúng ta có, bây giờ chúng ta khui ra nhé. Đại loại theo cái kiến thức nông con bạc cạn của mình thì cái thằng này là chạy trên cái nguồn nối với ổ cứng, nó có thể tự động đổi màu và cũng có thể điều khiển theo theo khái niệm của mình nôm na như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ bóc ra. Đây chúng ta sẽ vào đây, vẫn cái đặc trưng của Color Master này, có một cái hộp đựng các loại ốc áp đây của chúng ta. Đây thì mình đang ứng dụng để cho nó chạy con Xeon 95W của mình. Đây xem trong đây các bạn nhìn thấy nó có quá nhiều cái dốc lằng nhà lằng nhằng. Mình chỉ cần mỗi cái này thôi để cho chip, còn vài thằng này thì nó tùy theo main mà chúng ta sẽ ráp sau. Đây các bạn, ồ các bạn để ý này, với kiểu thiết kế như này thì có đến ồ nắm ổ thế. Đây nhá các bạn này, cái này là dây đồng bộ trên main, có nghĩa là main của bạn có khả năng điều khiển led thì các bạn dùng đến dây này. Còn dây này là dây cho quạt quay. Còn cái dây này, đây là dây nguồn này. Dây nguồn này thì các bạn kết nối vào đằng ổ cứng, nó cũng có thể làm cái led này đổi màu. Còn đây là cái kết nối vào hub để cho chúng ta có thể điều khiển khá đa di năng. Các cụ thường bảo đa năng thì hay là hại thận, nhưng cái này chúng ta đa năng trên cái kiểu đơn lẻ nhé, có nghĩa là các bạn chạy kiểu gì cũng được. Chạy trên main thì thôi các bạn bỏ hub đi, đừng ông nào ham quá là thấy chạy trên main được rồi cấm vào hub, thế là hai thằng cùng nhau điều khiển cho nó vui, không chơi được kiểu đấy đâu ạ. Các bạn để ý cho mình, đây là kiểu đa năng đơn lẻ chứ không phải là đa năng gộp vào, vì vậy là cũng không có vấn đề gì được gọi là hại thận đây các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ráp và cùng test. Nhìn màu trắng, đây là trắng đục chứ không phải trắng tuyết, cũng khá sang chảnh. Đây có bốn cái lõi đồng này, 1, 2, 3, 4. Khi mà các bạn ráp thì các bạn bóc cái này ra. Đấy, các bạn không bóc không sao cả, nó chỉ
đớp chết Cebu các bạn trong khoảng 5 đến 6 ngày sau khi các bạn ráp thôi. Và đầu tiên là các bạn thấy nó chạy ngắt, các bạn không phán đoán được là cứ đi thay cái này cái kia. Cuối cùng là nó sẽ ngốn Cebu đấy ạ. Vì vậy là phải bóc cái này ra và tra keo tỏa nhiệt vào thì nó mới ok. Còn đây là keo này, mình cũng không dùng keo này bao giờ, vì vậy là cũng không có thể đánh giá được là hàng hít hay là hàng gì. Nhưng mà thôi thì chúng ta cứ theo máy là chúng ta phang thôi. Mấy trăm nghìn, hơn 300 nghìn cái tỏa nhiệt thì chắc rằng họ cũng để cho chúng ta cái tuyếp keo ra một cái gì đó, đúng không ạ? Thế nhá, các bạn có keo thì các bạn cứ viết chữ No 2 vào đây. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, chưa kịp viết chữ, bóp nó phòi tòi lòi ra thì nó sẽ mát Cebu hơn. Đấy là câu chuyện nói phép thôi. Còn ông nào mà nhớ viết chữ No 2 mà nó mát thật thì nhớ để lại cái bình luận ở dưới nhá, để cho anh em lần sau là cứ tra keo tỏa nhiệt, cố gắng cắn răng cắn cổ vào mà viết chữ No 2. Nhưng mà các bạn làm sao mà để cho cái này bây giờ các bạn muốn nó mát nhất ấy, thì các bạn dùng tay này các bạn xoa phẳng nó ra. Còn mình ngại bẩn thì mình thôi, xoa phẳng tiếp xúc đều, vì mình cũng có một cái video đó là xoa phẳng tiếp xúc đều thì con Cebu nó sẽ hạ được cái nhiệt độ của nó. Đây, sau khi hoàn thiện này anh em, chúng ta sẽ còn phải đợi test led thôi. Anh em để ý này, quan sát kỹ, phải soi thật kỹ là nó phải tiếp xúc nhé, tránh cái tình trạng là chúng ta đi xay gông nó không tiếp xúc các bạn nhé. Led RGB chúng ta tự đảo này. Ở trên này nó có một cái đổi màu cho các bạn này. Mình đang áp dụng quy tắc tắt đèn ngô rất tố, vì vậy là nó hơi tối, các bạn thông cảm nhé. Bây giờ mình sẽ bật điện cho các bạn để chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Đây các bạn thấy chưa, cái này mình đang dùng cái đường nguồn của 12 pin này. À, Cyclo các bạn, đường nguồn của cứng này. Đây, rất trắng và rất đẹp. Đấy các bạn thấy nó đảo chưa, đáng đồng tiền bát gạo với hơn 300.000 các bạn nhé. Cần mua hàng các bạn có thể call số điện thoại là 0906010103. Các bạn sẽ hỏi là cái chất lượng tỏa nhiệt ra sao, thì thực sự là chúng rất nhiều người đã cùng test trên với những con Xeon như này và dùng để nắp Xeon, vì vậy là chúng ta cũng không cần bận tâm về cái có dùng được cho những cái chip như i5, i7 hay không. Hiển nhiên là được Xeon đến 95W vẫn còn chiến bình thường, không phải bận tâm gì cả các bạn nhé. Cứ thế mà chiến thôi ạ. Keo theo hộp hoặc là các bạn dùng những keo tầm trung trung như MX4 hoặc Xenon càng mát các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này,